ngày hôm nay, những món quà này cũng là những lời chúc để cha mẹ giúp các con có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ và ý nghĩa hơn nữa. Ngay bây giờ thì xin được chào đón món quà đến từ bố mẹ của chú Dạnh. Cha mẹ đã chờ đợi khoảnh khắc này trong suốt hơn 2 năm qua. Và ngày hôm nay thì niềm vui lớn nhất của cha mẹ cũng đã chính thức trở thành hiện thực khi đã được nhìn thấy các con có sự khôn lớn, sự trưởng thành trong công việc và đặc biệt đã có một mái ấm gia đình, một ngôi nhà hạnh phúc nhất. Và cũng như để chúc cho gia đình chúng tôi luôn gặp nhiều may mắn và hãy dành những lời cảm ơn tới sự tiếp đón trang trọng của gia đình nhà trai chúng tôi trong ngày hôm nay. Nếu như có thể, xin mời quý vị hãy dành cho bố mẹ của chú rể một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được chào đón những phần quà trang trọng tiếp theo và gia đình chúng ta đã chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Vinh danh chào đón đại gia đình của các bác cùng với các thím của chú rể sẽ cùng chờ một giây. Và những món quà trang trọng trong ngày hôm nay thì cũng không thể thiếu được quý vị. Danh sách trao quà đã cập nhật về với chúng tôi liên tục và chúng tôi xin được vinh danh chào đón những món quà đầu tiên đã được bố mẹ trao gửi rồi. Bây giờ thì xin được đồng nhiệt chào đón đó chính là người bà ngoại đáng kính cùng với gia đình của chị gái chú rể là những món quà tiếp theo trở về sân khấu. Và quý vị thân mến, trong khoảnh khắc này thì chúng con cũng muốn rằng đại gia đình chúng ta sẽ có một tấm hình đẹp nhất, đó chính là ngày tôn vinh hạnh phúc của chúng ta. Xin được chào đón bố mẹ và xin được chào đón gia đình của các anh chị và các thiên thần của tình yêu trong ngày hôm nay quý vị. Đó chính là những người cháu của chú rể cũng đã có mặt tại đây. Ngày hạnh phúc chung đôi và đó cũng là cơ hội để chúng ta được gặp gỡ lại nhau trong những sắc xuân của năm Giáp Thìn. Xin được chào đón bố mẹ, xin được chào đón người bà ngoại cùng với gia đình của các anh chị đã có mặt trong ngày hôm nay. Với những kỷ niệm họ đã cùng nhau lớn lên ở một mái nhà quý vị, sự giúp đỡ, sự bao dung và sự chia sẻ đã giúp cho chú rể có sự khôn lớn trưởng thành và đặc biệt một cái hạnh phúc ấm áp nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bà ngoại cùng với cảm ơn gia đình các anh chị, các cháu một lần nữa. Và ngay bây giờ quý vị thân mến, tại không gian trang trọng như thế này thì cũng không thể thiếu được ngày hôm nay một tình cảm đặc biệt, đó chính là tình cảm đến từ người mẹ đáng kính của cô dâu. Ngày hôm nay mẹ cũng sẽ thay mặt cho người cha. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu trở về sân khấu, đó chính là người mẹ của cô dâu cùng với người em trai của cô dâu. Đó chính là món quà trang trọng ngày hôm nay gia đình của nhà gái sẽ tôn vinh và trao gửi cho cô dâu một cách trang trọng nhất. Xin được chào đón mẹ của cô dâu cùng với em trai cô dâu sẽ trở về sân khấu và xin mời. Cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn em trai. Những lời căn dặn đã được mẹ trao gửi tại tư gia rồi. Và trong cảm xúc ngày hôm nay quý vị thân mến, chúng tôi muốn rằng tất cả quý vị hãy cùng chứng kiến lại, đó chính là một cái ôm ấm áp nhất, vòng tay che chở của mẹ trong suốt bao nhiêu năm qua. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời người mẹ của cô dâu hãy quay mặt lại cô dâu và hãy dành cho con một sự che chở, đó chính là một cái ôm thật chặt nào. Và quý vị ơi, hãy dành cho người mẹ của cô dâu những lời chúc bằng một tràng pháo tay thật lớn đến quý vị. Những khó khăn thử thách trong cuộc đời này các con chắc chắn sẽ vượt qua khi có sự yêu thương của mẹ cùng với người em trai. Xin được cảm ơn đại gia đình chúng ta một lần nữa. Các con xin được cảm ơn người mẹ đáng kính và xin được cảm ơn em trai. Ngay bây giờ thì xin mời gia đình chúng ta sẽ cùng trở về với vị trí của các bàn tiệc. Và những món quà tiếp theo, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu trở về sân khấu, đó chính là đại gia đình của các bác cùng với chú tím của chú rể với những món quà đã được chúng tôi gửi những lời mời trang trọng nhất. Ngày tới nay quý vị thân mến, cũng là niềm vui lớn nhất, những nụ cười rạng ngời trên môi mà gia đình các bác đã trao gửi cho chú rể của dâu cũng như tất cả quý vị. Và xin được cảm ơn đại gia đình của các bác, các chú tím một lần nữa. Bên cạnh đó, những lời chúc tốt đẹp nhất đó chính là những nụ cười và chúng tôi cũng muốn rằng sẽ lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Chính vì vậy mà quý vị lên trao quà thì chúng ta hãy dành thời gian ở lại tầm khoảng 5 giây và hãy hướng tầm nhìn về với Nissan Media cùng với những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được chào đón gia đình của anh chị Ba Thịnh, gia đình của anh chị Hùng Trinh để những món quà tiếp theo trở về sân khấu và xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi muốn rằng sẽ dành một khoảng thời gian để chú rể cô dâu sẽ có khoảng thời gian đến từng bàn tiệc cảm ơn tất cả quý vị. Và cùng đồng hành với những món quà này, chúng tôi cũng xin được chào đón gia đình của anh chị Xuân Hương. Việt Nam quê ta đẹp lắm, mặc lửa vui sẽ xe thăm nam. Người Việt Nam ra đâu mất đất, họ thơ mất quất những cành xe. Việt Nam quê quên hương Nam ơi, biển mùa chim bằng ơ ơ trời. Vọng tiếng anh hò vì nhớ con đò ơi. Thầy vẫn tới đảo, sao vẫn tới đảo, sao khóc một bóng Việt Nam. Nhìn đôi ông sông trời vỡ, tất cả. Thân tự
diện cho các ban ngành đoàn thể và đại diện cho công đoàn nơi công ty chú rể đang sinh sống, làm việc và học tập, nơi đã giúp cho chú rể có rất nhiều những kiến thức trong cuộc sống này và cùng trở về tham dự với tất cả chúng ta. Chúng tôi xin được chào đón ban lãnh đạo của công ty Sinh Lợi Hoàng Phú, nơi chú rể đang sinh sống và làm việc. Ngay bây giờ thì xin được chào đón ban lãnh đạo của công ty Sinh Lợi Hoàng Phú sẽ cùng trở về sân khấu với những món quà đặc biệt nhất. Xin được trân trọng kính mời. Chuối đó chính là những người bạn thân tình hội bị công của chú rể, một cái tên rất đặc biệt, và xin được chào đón tất cả anh em sẽ cùng đồng hành trở về sân khấu với những món quà trang trọng nhất trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng đã gửi tới tất cả quý vị những lời tự chuyện từ lúc đầu. Chúng tôi cũng muốn dành một khoảng thời gian để chú rể cô dâu sẽ nâng ly đến từng bàn tiệc cảm ơn tất cả quý vị. Chính vì lẽ đó mà những món quà đã được chúng tôi vinh danh và gửi những lời mời trang trọng nhất. Hy vọng quý vị sẽ cùng sắp xếp thời gian trở về sân khấu. Những kỷ niệm của một thời sinh viên và những kỷ niệm của nơi mái trường đã giúp được chú rể có những hành trang và những kiến thức để bước vào đời và cùng trở về tham dự với chú rể trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón hội bạn lớp đại học của chú rể với những món quà. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đang chờ đợi hai món quà đặc biệt đến từ hội bạn lớp đại học cùng với những người anh em đến từ hội bị công của chú rể với những món quà. Một cái tên rất đặc biệt và ngày hôm nay thì chúng ta đã chuẩn bị những phần quà trang trọng nhất. Xin được chào đón lãnh đạo và xin được chào đón đại diện của những người anh em sẽ trở về sân khấu. Xin được cảm ơn tất cả những người anh em và hy vọng rằng những món quà này thì sẽ thắt chặt tình anh em chúng ta. Và một chặng đường khó khăn ở phía trước chắc chắn sẽ được đẩy lùi đi nếu như có sự đồng hành, sự yêu thương và sự tác hợp của tất cả người anh em. Xin được cảm ơn tất cả chúng ta. Và quý vị thân mến, đã nói đến tình phụ tử thì ngày hôm nay không thể thiếu được, đó chính là tình mẫu tử cao quý và thiêng liêng. Những người mẹ đã luôn tình bao dung đức độ và ngày hôm nay cùng trở về tham dự với tất cả chúng ta. Chúng tôi xin được chào đón tất cả những người bạn thân của mẹ chú rể với những món quà trang trọng nhất cùng trở về sân khấu. Và sau món quà này thì xin được chào đón tất cả những món quà đến từ các bạn sinh viên học lớp đại học của chú rể sẽ cùng trở về sân khấu. Bây giờ thì xin được chào đón tất cả những người bạn thân của mẹ chú rể đã đồng hành trở về sân khấu với những món quà. Trong những năm tháng qua thì chú rể cũng đã được đón nhận rất nhiều sự giúp đỡ về điều kiện vật chất, về kinh tế và đặc biệt là rất nhiều những lời chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống này. Và đó là những sự giúp đỡ đến từ những người mẹ bạn thân của mẹ chú rể. Và ngày hôm nay cũng trở về với tất cả chúng ta. Ngoài những lời chúc tốt đẹp đó thì những phần quà cũng đã được chuẩn bị một cách vô cùng chu đáo. Và chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những nền tảng, những viên gạch đầu tiên để đưa chú rể cô dâu bước sang một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ hơn nữa. Cảm ơn những tình cảm đến từ tình mẫu tử cao quý và thiêng liêng. Và ngay bây
giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy dành cho tình bạn hữu hảo của họ một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn được không quý vị? Và xin mời cảm ơn tất cả những người anh em, và chúng ta hãy cùng nhau lưu giữ lại những kỷ niệm mà cách đây rất nhiều năm rồi chúng ta mới có một tấm hình tập thể như thế này. Sau tất cả những tình cảm và những lời chúc trang trọng này thì chúng tôi xin được chào đón trở về sân khấu. Đó chính là sự hiện diện đến từ bạn Văn Tình, bạn Tuân, bạn Thúy Hảo cùng với bạn Hoàng Anh. Và ngày hôm nay thì mẹ sẽ là người trao thay món quà của bạn Hoàng Anh. Xin được trân trọng những người thân, những người bạn, các tổ chức, ban ngành đoàn thể đến từ gia đình của nhà trai chúng ta đã đăng ký về phía chúng tôi những phần quà trang trọng đã được vinh danh một cách trọn vẹn đầy đủ. Và nếu như còn món quà nào thiếu mà quý vị chưa kịp đăng ký về cùng với chúng tôi thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng liên hệ cùng với khu vực của ekip. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được chào đón những món quà trang trọng tiếp theo đến từ gia đình của nhà gái. Xin được chào đón hội bạn thân của mẹ cô dâu. Xin được chào đón O Tuệ sẽ là người đại diện trao khai món quà này. Xin được chào đón món quà đến từ hội bạn thân của mẹ cô dâu chậm sân khấu. Xin được chào đón bạn Minh Anh, bạn Được là những món quà đến từ hội bạn thân của cô dâu. Và ngay bây giờ xin được chào đón hai món quà đặc biệt này cùng với bạn Hà Trang. Và ngày hôm nay vì điều kiện học tập Hà Trang không có mặt tại đây, và Giang sẽ là người trao thay món quà đặc biệt này. Xin được nồng nhiệt chào đón bạn Lài, bạn Huế, em Giang cùng với Hà Trang với những món quà. Và ngay bây giờ thì xin được chào đón những món quà đã được chúng tôi gửi những lời mời trang trọng nhất. Liên tục là những món quà cũng đã được gia đình nhà gái chuẩn bị một cách chu đáo nhất trong ngày hôm nay quý vị. Và sau những món quà này thì chúng tôi xin được chào đón bạn Công Mạnh cùng với chị Tuyền là hai món quà tiếp theo trở về sân khấu. Xin được cảm ơn những món quà đến từ những người bạn và những người em của cô dâu đã có mặt trong ngày hôm nay. Và một món quà đặc biệt đến từ gia đình nhà gái cũng đã đăng ký về với chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin được chào đón gia đình của cháu Phương Thuận là những món quà tiếp theo. Một lần nữa chúng tôi xin được chào đón gia đình của cháu Phương Thuận là món quà tiếp theo đến từ gia đình nhà gái đã có mặt và đăng ký về cùng với chúng tôi. Danh sách trao quà và những tình cảm đến từ quý vị hai bên gia đình chúng ta đã đăng ký với chúng tôi trong ngày hôm nay đã được vinh danh một cách trọn vẹn đầy đủ nhất. Và xin được thay lời cho sự kiện của Đức Cậu, chúng tôi xin được hỏi lại quý vị một lần nữa, nếu như còn món quà nào thiếu mà quý vị chưa kịp đăng ký về với chúng tôi thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng trở về sân khấu để tất cả những món quà của chúng ta sẽ được vinh danh một cách đầy đủ. Một lần nữa xin được hỏi lại, còn món quà nào thiếu quý vị hãy cùng đăng ký về với MC. Và một món quà đặc biệt mà quý vị đã chuẩn bị trong suốt 2 năm qua, và đây cũng là cơ hội để tất cả chúng ta trao gửi phần quà này. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy hướng tầm nhìn về mấy khu vực trung tâm của sân khấu và hãy cùng trao gửi món quà đặc biệt, đó chính là một tràng pháo tay đến từ tất cả quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay đi ạ. 1, 2, 3 và xin mời. Ngay bây giờ mến, chương trình đại lễ thành hôn đã được diễn ra trọn vẹn thành công và tốt đẹp trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, và chúng tôi cũng rất vinh hạnh khi ngày hôm nay được sự lựa chọn của gia đình đã đồng hành cùng với sự kiện của Đức Hậu. Và trong năm 2024 và tất cả những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ nâng cấp những dịch vụ đẳng cấp nhất để đem đến sự lựa chọn hoàn hảo cho quý vị. Và hãy cùng liên hệ với chúng tôi, trung tâm tổ chức sự kiện Đức Hậu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi tiệc giao lưu âm nhạc tự do. Và xin mời quý vị hãy cùng đăng ký về với chúng tôi những ca khúc hay nhất mở đầu cho chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi chào đón giọng ca của nữ ca sĩ Minh Hải. Và cũng đã rất lâu rồi chưa được lắng nghe lại, một tràng pháo tay của quý vị. Hãy dành cho nữ ca sĩ của chúng ta một tràng pháo tay.